Chào ngày mới tới tất cả quý cô chú chị Khang nhá. Em lên sóng giới thiệu giao lưu cho cô chú chị Khang nhà mình một gốc chắc dây Krông 3. Hàng tinh lõi đông đặc vân cực đẹp nhá. Chỗ đây là vết vết bổ trước kia thôi mọi người nhá. Còn đây là đặc cái cục đây là 20 kg. Rồi em đi vào cái chiều ngang như này mọi người này, từ đây. Từ đây lại đây mọi người này. Từ đây xuống đây là được xuống đây luôn đi, 95 cm. Đấy. Từ đây mọi người nhé, xuống đây 95 cm. Chiều cao góc này được mọi người 53. Đây chiều rộng từ bên đây qua đây là 30. Chỗ đây là được đây mọi người, 20 20 19 10. Và đây thì bị cắt một xí đây mọi người. Đây cái vết cắt cũ thôi, vết cắt cũ. Còn đâu là đông đặc mọi người nhé. Còn đâu đông đặc hết. 20 kg. Vân rất là đẹp luôn mọi người này. Vân rất là đẹp. Cô chú chị ở thiện chí với phôi chắc dây. Bên này cho em luôn nha. 0338918991. Rất là đẹp luôn. Mưu gai trộn sụn. Mưu gai trộn sụn rất là đẹp mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nha. Chắc dây Krông 3.